Gần đây, những căn bệnh đã lâu không gặp liên tiếp quay lại. Bệnh bạch hầu được phát hiện với số người mắc và có tiếp xúc lên đến hàng trăm ca. Ho gà rải rác trong toàn quốc, số ca mắc tăng gấp 8 lần cùng kỳ năm trước. Bệnh sởi từ đầu năm đến nay đã có trên 200 trẻ mắc và đang có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn theo chu kỳ 4 năm một lần. Viêm não Nhật Bản cũng có những ca đầu tiên ở Hà Nội, Đắk Lắk. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn len lỏi trong cộng đồng. Đó là lời nhắc cho toàn xã hội cần phải cẩn trọng hơn trong việc phòng chống dịch. Chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Quang Thế Dân, hiện là phó giám đốc kiêm trưởng khoa cấp cứu và điều trị tích cực Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành, Thanh Hóa. Mới đây, ông tham gia hội chẩn một trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do viêm phổi nặng, sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh này một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ, người dân không nên chủ quan lơ là. Bệnh nhân là nam giới, lớn tuổi, có tiền sử mắc nhiều bệnh nền như đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đã tự điều trị ho tại nhà nhiều ngày nhưng không đỡ, sốt cao liên tục. Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp X quang, bác sĩ nhận định có thể bệnh nhân bị viêm phổi do virus. Phim chụp X quang cho thấy hình ảnh viêm phổi rải rác. Mặc dù hình ảnh phổi có nhiều điểm tương đồng với trường hợp nhiễm COVID-19, nhưng do dịch bệnh đã được kiểm soát, các bác sĩ tiến hành tầm soát các loại virus thường gặp trước. Kết quả xét nghiệm cúm, RSV, sốt xuất huyết đều âm tính. Cuối cùng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Ngay lập tức, bệnh nhân được cách ly và điều trị theo phác đồ COVID-19. Ban đầu, bệnh nhân có đáp ứng tốt với điều trị, sốt giảm, tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức đề kháng yếu và nhiều bệnh nền, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng diễn biến xấu đi. Chỉ sau một ngày, bệnh nhân phải thở oxy, sau đó rơi vào hôn mê, oxy máu giảm thấp, buộc phải đặt nội khí quản thở máy. Đến ngày thứ ba, tình trạng hô hấp của bệnh nhân tiếp tục xấu đi, các chỉ số trên máy thở chuyển biến nặng. Gia đình quyết định xin cho bệnh nhân về nhà và bệnh nhân đã không qua khỏi. 3 năm trước, COVID-19 là ký ức kinh hoàng không chỉ của riêng ai mà là của cả thế giới. Đó là khoảng thời gian u ám bao trùm, khi một loại virus vô tình gieo rắc nỗi sợ hãi, chia cắt những yêu thương và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Chúng ta đã chứng kiến hình ảnh những bệnh viện quá tải, những con phố vắng tanh hay nỗi đau của những gia đình không thể gặp mặt nhau lần cuối. Biến cố đi qua góp phần nâng cao nhận thức xã hội và kinh nghiệm của ngành y thêm một bước. Bây giờ chúng ta đối phó với dịch bệnh bài bản hơn, đúng trọng tâm hơn. Tuy nhiên, gần đây, những căn bệnh lâu rồi không gặp liên tiếp quay lại. Bệnh bạch hầu được phát hiện ở Nghệ An, Bắc Giang, Thanh Hóa, với số người mắc và tiếp xúc lên tới hàng trăm ca. Ho gà rải rác trong toàn quốc, số ca mắc tăng gấp 8 lần cùng kỳ năm trước. Bệnh sởi từ đầu năm đến nay đã có trên 200 trẻ mắc và đang có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn theo chu kỳ 4 năm một lần. Viêm não Nhật Bản cũng có những ca đầu tiên ở Hà Nội, Đắk Lắk. Ca bệnh này là lời nhắc nhở cho người dân về việc dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt là đối với người già và người mắc bệnh nền. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, tiêm vaccine đầy đủ và đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trên thế giới, hiện Mỹ đang trải qua làn sóng COVID-19 lớn nhất trong 2 năm qua. Với mức virus trong nước thải đang tăng lên 8,82 vào ngày 10 tháng 8, cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Số ca nhập viện và tử vong cũng đang tăng. Các chuyên gia cho rằng miễn dịch cộng đồng suy yếu, biến chủng mới và mùa tụ trường là nguyên nhân. Tại Hàn Quốc, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại với nồng độ virus SARS-CoV-2 trong nước thải tăng gần gấp đôi chỉ trong một tuần. Chính phủ nước này đã phải yêu cầu người dân cần cẩn trọng và tuân thủ các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn đợt bùng phát mới. Về vấn đề bùng phát trở lại của các bệnh truyền nhiễm thời gian gần đây, tiến sĩ bác sĩ Quang Thế Dân cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố đáng quan ngại bao gồm tỷ lệ tiêm chủng giảm. 3 năm trước, tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 ở Việt Nam đạt 90%, thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Nhưng từ khi công bố hết dịch, ít ai đặt vấn đề tiêm nhắc lại, nên khả năng miễn dịch đã suy giảm nhiều. Tỷ lệ tiêm chủng của các bệnh khác cũng tương tự. Việt Nam sau khi ra khỏi nhóm những nước có thu nhập thấp bị cắt những khoản viện trợ về vaccine. Một số vaccine trước đây được tiêm miễn phí thì nay phải trả tiền, dẫn đến một số gia đình không tiêm đầy đủ cho con em. Một số khác vẫn anti-vaccine, sợ tai biến khi tiêm. Nguyên nhân lớn nữa là tâm lý chủ quan thời Covid. Chỉ cần sốt hay ho nhẹ là người ta đi test ngay. Còn bây giờ, thấy ho sốt kéo dài cũng không nghĩ ngay đến Covid. Đây cũng là quy luật tâm lý phổ biến. Biến đổi khí hậu góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển và lây lan của một số bệnh truyền nhiễm, sự gia tăng giao lưu quốc tế cùng với việc sinh hoạt thiếu vệ sinh, thiếu an toàn, cũng thúc đẩy sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Sử dụng kháng sinh bừa bãi, thiếu hợp lý dẫn đến tình trạng vi khuẩn, virus, ký sinh trùng ngày càng đề kháng với thuốc, khiến cho việc điều trị các bệnh truyền nhiễm trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, kinh tế xã hội. Một số bệnh, đặc biệt ở trẻ em, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, viêm não, thậm chí tử vong. Để ngăn chặn sự lây lan và quay trở lại của các bệnh truyền nhiễm, cần có sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân và cộng đồng. Nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã tính chi phí đầu tư vào tiêm chủng tiết kiệm được hàng chục lần chi phí bỏ ra để điều trị bệnh và các chi phí y tế liên quan. Lơ là việc tiêm vaccine cho trẻ có khi dẫn đến những tổn thất không thể bù đắp nổi. Thực hành lối sống vệ sinh, xây dựng lại thói quen đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, vừa phòng chống Covid, vừa phòng các bệnh lây qua đường hô hấp khác. Rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, ăn uống hợp vệ sinh là những thói quen đơn giản nhưng góp phần quan trọng trong việc phòng chống lây nhiễm. Ngoài ra, cần nâng cao ý thức cộng đồng, củng cố hệ thống y tế, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt là kháng sinh. Sự quay trở lại của các bệnh xưa cũ là lời nhắc cho ngành y tế và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, kết hợp với giải pháp đồng bộ, hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.